Một chiếc xe đạp 74 cành thì nó có những cái gì? Muốn biết thì cùng em xem hết cái video này nhá. Hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của xe đạp 88. Và đây là cái chiếc xe đạp 74 cành em vừa mới giới thiệu cho các anh chị. Chiếc xe này thương hiệu đến từ Đài Loan, mang thương hiệu là Giant TCR ADV ID bản Pro. Đối với cái dòng xe này thì nó có gì mà lên tới tận 74 cành? Các anh chị cùng em vào tìm hiểu nhá. Đầu tiên, chiếc xe này nó chỉ nhẹ đến lên tới 8 kg thôi. Trọng lượng của xe 8 kg, rất là nhẹ. Vì sao chiếc xe này nó lại nhẹ như thế? Thì được thiết kế bộ khung của xe này được trang bị là khung carbon các bạn nhá. Với nước sơn của chiếc xe này thì nó làm chống bẩn và màu sắc khi mình đi ra đường trời nắng thì nó đổi màu rất là đẹp. Màu xanh như kiểu hình ngôi sao ấy. Đấy. Thứ hai nữa là càng trọng lượng nhẹ nó cũng do càng, càng cũng được trang bị là càng carbon nhá, càng carbon siêu cứng luôn. Bên cạnh đó cọc yên cũng được trang bị là cọc yên carbon. Vành xe thường thường vì những cái dòng xe rẻ thì đều trang bị là vành nhôm. Nhưng đối với dòng này thì vành carbon nhá. Thứ hai là về bộ chuyển động của xe. Bộ chuyển động này thì nó có gì mà đắt thế? Trước hết em sẽ nói về cái tay đề. Tay đề lắc của Shimano R105. Bộ gạt đĩa của chiếc xe này cũng được trang bị là Shimano 105. Bên cạnh đó thì củ đề chắc chắn là Shimano 105 rồi nhá. Cấu hình tiếp theo đó chính là giò đĩa của xe, thường gọi là đùi đĩa. Đùi đĩa cũng được trang bị là đùi đĩa của Shimano 105 nhá. Xích thì được trang bị là xích của KMC nhá. Cái độ an toàn nhất của chiếc xe này đó chính là phanh trước và phanh sau. Phanh trước và phanh sau cũng được trang bị là củ phanh Shimano 105 nha các bạn nhé. Nếu anh chị em nào, các bạn nào, các cô chú nào đã chơi những cái dòng xe đắt tiền thì các cô chú cho em một cái đánh giá về con chiếc xe này. Với 74 cành thì nó có đáng hay không? Ngoài ra nếu muốn đặt hàng cho chiếc xe này hoặc là muốn trực tiếp xem về mẫu xe này thì các anh các chị có thể qua bên shop số 10 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội. Hoặc anh chị có thể liên hệ qua số hotline 0964005166 hoặc 0936307317 để được bên em tư vấn cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã xem hết cái video này.